chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là một video cực kỳ độc đáo luôn. Thì mình sẽ so sánh cho mọi người bồ câu gà Mỹ và với một con gà nha mọi người, để mọi người thấy được một cái hình dung trực quan nhất về việc bồ câu gà Mỹ nó to như thế nào. Thì đây là một con gà mái nha mọi người. Mái là đang đẻ rồi đó. Thì cái độ tuổi của con gà mái này là cũng nói chung là khá già rồi đó. Còn con bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm này thì cái độ tuổi của nó tầm khoảng là 9 tháng tuổi nha mọi người. Thì đây mọi người thấy này, đối với hai cái con vật này đi thì mọi người thấy này, cái con chim bồ câu gà Mỹ này mọi người thấy nó khủng không? Đây này. Mình hay giới thiệu cho mọi người á, đó là bồ câu gà Mỹ á, là một giống chim bồ câu to nhất hiện tại và nó thuộc cái dòng chim kiểng. Thì mình hay quay video có nghĩa là giới thiệu cho mọi người bồ câu gà Mỹ thôi, chứ mọi người cũng không biết là nếu mà so sánh đối với những con khác á, thì nó sẽ to như thế nào. Đây là con gà nha mọi người. Thì đây là bồ câu gà Mỹ, nên là cái giống này nó được mệnh danh là bồ câu gà Mỹ, nó là như vậy. Đấy mọi người hiểu nhá. Thì cái việc nuôi chim bồ câu gà Mỹ á, để mà nó nuôi mà đạt trọng lượng khoảng 1kg trên một con á, thì nó cũng phải trải qua một quá trình nha mọi người. Cái con này nhìn nó to vậy thôi nhưng mà trọng lượng của nó tầm khoảng 9 lạng nha mọi người. Con này chắc chưa được 1kg đâu thì nó đã khủng như thế này rồi. Còn có những con chim bồ câu gà Mỹ nó nặng hơn 1kg nữa, thì nhìn mọi người thấy phải khủng khiếp không? Nên mình hay nói là giá trị của chim bồ câu á thì nó tốt hơn so với nuôi gà rất là nhiều. Tại vì một con chim bồ câu thương phẩm á thì giá trị của nó bằng 9 con bồ câu 9 con gà nha mọi người. Còn ngay bên cạnh đây là cho mọi người xem này, đây là bồ câu Titan siêu thịt của Thái. Đây là con trống này, cũng to này. Đây là dòng bồ câu siêu thịt nha. Đây cho mọi người so sánh là bồ câu Titan siêu thịt. Gà, đây là gà thả vườn. Còn đây là bồ câu gà Mỹ. Đấy mọi người thấy không? Con chim bồ câu Titan Thái này cũng khá lớn nha. Con này khá lớn này. Con này là con trống nha mọi người. Đây là dòng bồ câu siêu thịt, siêu đẻ, siêu lợi nhuận. Nếu như mà nuôi để phục vụ trang trại chim thương phẩm thì dòng này đang là ok nhất. Còn nếu như mà nuôi về phong thủy mà size lớn, mua để xác định tặng sếp, tặng đồng nghiệp, để tặng người yêu thì bồ câu gà Mỹ. Còn nếu như là ngày Tết cúng kiến thì nuôi con gà này nha mọi người. Đây mọi người một cái nhìn cực kỳ trực quan luôn. Đây là cặp bồ câu này là đang nuôi con nha mọi người. Đây mọi người thấy không, mình nuôi chim bồ câu gà Mỹ á thì hoặc là bồ câu Titan á thì nó đơn giản lắm. Mình cho nó ăn bằng cám này trộn với bắp. Đây bồ câu gà Mỹ nha. Cái con chim bồ câu gà Mỹ này mọi người là mặc dù cái độ tuổi của nó khoảng 9 tháng tuổi, 9-10 tháng tuổi á, nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Và bồ câu gà Mỹ nó phải chuẩn như thế này nha mọi người. Cái size của nó phải to, bộ khung ấy, mình hay nói đến cái bộ khung của nó phải to, nó phải đẹp. Thì khi mà mai mốt mà nó đạt trọng lượng full của nó thì nó mới tầm khoảng là 1kg đến 1kg hơn một con được. Và mọi người để ý cái nhân trung của nó không? Nhân trung con này còn rất là hồng hào nha, không phải là chim già đâu nha mọi người. Đây ăn cám này, còn gà này cho mọi người xem. Nếu mà mình xét một cách công bằng đi thì bồ câu gà Mỹ và con gà này ấy, thì đương nhiên là gà sẽ to hơn rồi nha mọi người nhé. 100% gà sẽ to hơn thôi, nhưng mà mình nói về bồ câu á thì trước giờ mọi người cứ nghĩ là bồ câu nó cũng khá là nhỏ. Nhưng mà khi mà mọi người xem video này ấy, thì mọi người đúng là sẽ có một cái sự phân biệt công bằng về chim bồ câu gà Mỹ, cái dòng siêu khủng hiện nay. Còn nếu mà quay qua đây, bồ câu Titan siêu thịt của Thái nó cũng là dòng to nha,
Nhưng mà nếu mà đặt giữa bàn cân bồ câu gà Mỹ và bồ câu Titan Thái thì bồ câu Titan Thái vẫn phải xếp dưới một bậc. Còn nếu về độ chịu chơi á, độ to, con to thì bồ câu gà Mỹ lúc nào cũng chiến thắng. Còn nếu mà xét về cách ngược lại, chăm con tốt, đẻ nhiều thì chắc chắn bồ câu gà Mỹ sẽ phải nhường chỗ cho bồ câu Titan Thái siêu thịt nhé. Nên là hai cái dòng này nó có một cái ưu, mỗi dòng có một cái ưu điểm khác nhau, nên là tùy cái phân khúc mình lựa chọn. Giống như mình chơi xe vậy, người có tiền thì đôi khi thích xe Vespa, SH, nhưng mà lại có người là thích chọn dòng xe thể thao phân khối lớn, đúng không? Nói chung là mỗi tùy thuộc vào cái phân khúc mà mọi người sẽ lựa chọn cái cách nuôi. Còn video này hôm nay là mình so sánh cho mọi người biết, đó là bồ câu gà Mỹ, bồ câu Titan Thái siêu thịt so đặt trong bàn cân đối với một chú gà mái thì nó sẽ như thế nào. Nếu như mà mình chỉ chụp hình ảnh không hoặc là quay video không hai cái loại bồ câu này thì mình khó có thể hình dung được nha mọi người. Mình khó lắm, mình không có cái sự ánh mắt mình không có sự so sánh nhá, nên mình đặt một bàn cân như này là mọi người thấy nó khủng không? Bồ câu ở trại mình nhá, từ trước đến giờ là đều rất là, thứ nhất bộ khung đẹp, thứ hai là sự chất lượng, và thứ ba là bồ câu rặt hết. Gà Mỹ vàng rơm ra vàng rơm nhá, Titan Thái ra Titan Thái, chứ mình không có like giữa các dòng với nhau. Nếu mà like giữa các dòng với nhau á thì trải qua nhiều thời gian á thì chim nó sẽ bị lai, và những cái thế hệ F2, F3, F4, F5 trở về sau trường của con của nó nhỏ và nó hay bị bệnh lặt vặt. Nên là để giữ cho cái dòng, mấy cái dòng chim này nó thuần chủng mà nuôi con ok ấy, thì mọi người phải lai tạo đúng cái dòng của nó. Bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm phải cho lai tạo với bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm. Còn ở trại mình thì nâu đỏ nó cũng to như này nha mọi người nha, nâu đỏ cũng to như này luôn á. Còn bồ câu Titan Thái đúng là thương hiệu của trại mình rồi. Nhắc đến kênh Nông Dân Làm Giàu thì auto người ta biết đến bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì mình cũng hy vọng cái video này mọi người xem thì mọi người sẽ biết được là cái dòng kích thước của nó khủng như thế nào. Chứ mình thì mình hay hay nói là cái dòng khủng thôi, mọi người không có tưởng tượng được. Còn hôm nay mình làm video cho mọi người hình dung rõ này này, thì mình nghĩ rằng rất nhiều người sẽ lựa chọn có thể là nuôi bồ câu gà Mỹ sắp tới, tại vì cái dòng này quá khủng, giá trị kinh tế của nó cao, cao gấp bao nhiêu lần gà luôn mọi người. Và giá trị dinh dưỡng của một con chim bồ câu gà Mỹ này bằng 9 con gà, và Titan Thái cũng vậy nhé. Nói chung là chất lượng dinh dưỡng của bồ câu thì trước giờ là đều là thuộc dạng cực phẩm rồi. Thì lát nữa thì mình sẽ thả con bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm này về đúng cái ổ của nó. Còn mình cũng thả gà này về đúng ổ của nó nha. Còn cặp bên kia bồ câu Titan Thái thì đúng cặp của nó rồi nha mọi người. Còn nhiều người sẽ hỏi mình là vậy anh sẽ cho ăn thức ăn gì để cho con chim này trọng lượng to và đẹp như vậy, và đẻ nhiều nhá, quan trọng là đẻ nhiều nữa. Thì đúng là cám này, và một lần mình cho ăn mà một nắm này thôi, nhưng mà 1-2 nắm nha, 1-2 nắm thôi. Đối với những cái máng nào mà còn á thì mình cho ăn ít lại. Và mọi người cũng lưu ý nha, khi mà mọi người mua bồ câu hoặc là lựa chim bồ câu á, thì mọi người cũng lưu ý để mình xác định được cái độ tuổi của con chim bồ câu á, thì mình nhìn vào cái nhân chung của nó. Nó không có vẩy, nó không có chóc vẩy nhiều, và ở cái gối của nó, ở cái gối của nó thì nó không có chai sần quá nhiều. Nếu mà chai sần và chóc vẩy quá nhiều đó là chim bồ câu khá già rồi nha mọi người. Còn đối với những cặp chim bồ câu mà nhân chung còn hồng hào và gối mà không có chai sần và nó không sưng, kiểu sưng u lên cục á, thì đó là chim chim này là chim còn, mình hay gọi là chim còn tơ ấy nhá, nhưng mà size của nó cực đỉnh luôn. Còn bồ câu Titan đây, lúc nãy mình nói này, cặp này đúng cặp của nó, đang nuôi 2 con nha mọi người. Đây nha, đang nuôi 2 con của nó này.
Con trống này khá to nha, rất đẹp. Con gà này là gà thả vườn nhà mình nha, gà thả vườn mình đó. Đây là một con gà Mỹ này, đấy, mọi người thấy đỉnh chưa? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Thì sắp tới mình cũng ra rất là nhiều nội dung chuyên về kinh nghiệm nuôi chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái cũng như nuôi bồ câu gà Mỹ. Thì hy vọng rằng sẽ phục vụ để cho giới nuôi chim bồ câu ngày càng phát triển. Và mọi người mà muốn biết về kỹ thuật nuôi chim bồ câu thì cứ liên hệ mình sẽ chỉ cho mọi người nhé. Kênh nông dân của mình thì có mặt trên tất cả các hạ tầng và đều thống nhất một cái tên là nông dân làm giàu nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.